Xin chào anh Quang, và bây giờ Việt sẽ làm video để hướng dẫn cách mà anh Quang đăng nhập và anh Quang học khóa học online thiết kế kết cấu bê tông cốt thép thực hành. Thì bây giờ khi mà anh đã thanh toán rồi thì anh sẽ nhận email bên Hậu Quán Dân. Rồi, địa chỉ email của anh là như thế này: quangminhgia1975@gmail.com, đúng không? Đó, thì đầu tiên anh kiểm tra thử nè, anh kiểm tra chỗ này anh có đăng nhập quá nhiều Gmail hay không. Thì anh đăng xuất đi, tạm thời anh đăng xuất cái Gmail đi, được chưa? Sau đó anh đăng nhập lại bằng đúng cái Gmail này cho em, được chưa? Đăng nhập đúng Gmail này, Quang Gia Minh 1975 này. Rồi, sau đó anh sẽ đến cái mục đầu tiên, anh cứ làm tuần tự từ 1 đến N thôi, người ta hướng dẫn này, thì anh mới kích vào khóa học số 1 này. Rồi anh sẽ tìm đến cái mục là xem video ở đây, xem video này đây, được chưa? Rồi đây là cái mục lục để học này, cái mục lục này anh xem mục lục lần lượt nha, người ta hướng dẫn anh nè. Rồi thì khi anh đã đăng nhập như vậy á, và anh đã thanh toán rồi á, thì anh sẽ xem được video thôi, và video người ta làm gì thì anh làm như vậy thôi, chứ không có cần thiết phải không cần thiết phải phải mở những cái đơn một cái trang khác hay là xem qua xem lại nhé, tất cả video nằm ở đây rồi. Rồi sau đó anh tải tài liệu xuống ở đây. Được chưa? Khi anh đã thanh toán rồi thì tài liệu anh sẽ được tải được, và anh tải tài liệu này, được chưa? Tài liệu này và mô hình để tắt mẫu luôn. Bây giờ thì sướng nhắn anh cách mà anh tải hai phần mềm, hai cái link của hai phần mềm này về, được chưa? Rồi sau khi anh tải về thì nó sẽ có như thế này, nó sẽ như thế này đây, được chưa? Hai bảng này, bắt một bắt hai này, thấy chưa? Rồi anh kích chuột phải là một cái bất kỳ một trong hai này, anh chọn extract, extract to, ví dụ vậy, được chưa? Thì sau khi extract xong á thì nó sẽ có một folder thế này đây, được chưa? Và anh đọc cho em hướng dẫn này, được chưa? Anh đọc cho em hướng dẫn này. Rồi nếu như mà anh đọc hướng dẫn này á mà anh vẫn chưa hiểu á, thì bây giờ em hướng dẫn luôn video này. Anh đầu tiên anh kích vào autoplay này, rồi sau đó anh chọn install, install là cài đặt phần mềm này. Rồi anh chọn standalone install, install standalone này. Rồi anh chờ cho khi nào nó báo xong, được chưa? Rồi thì anh finish. Rồi sau đó anh crack nó, crack thì rất đơn giản thôi. Anh kích vào medicine này, medicine này, được chưa? Anh copy cho em hai cái file này, được chưa này? Copy hai cái file này, hai. Sau đó anh ra desktop nè, anh kích chuột phải lên cái i8 này, anh chọn open file location, anh dán vào cho em, anh dán vào chỗ này, được chưa? Anh dán vào, anh dán vào xong anh chạy cái file mà có hình bắt quái nè, được chưa? Hình bắt quái nè, anh run nó, run kích chuột phải, run administrator nè, administrator này, hoặc là anh kích đúp cũng được. Rồi anh chạy lên, anh bấm nút start là xong, bấm nút start là xong, được chưa? Rồi như vậy là anh đã sử dụng được etap rồi. Rồi bây giờ anh mở lên nè, đó anh đã sử dụng được rồi, và anh xem video việc hướng dẫn anh làm theo nha. Rồi trong một số trường hợp đó, nếu như mà anh giải ngắn ra mà nó không có cái này, nó không có cái medicine này, nó bị mất cái này đi, được chưa? Mất cái etap này đi, thì anh hãy tắt, anh vô đây Win 10, anh ở Win 10 hoặc Win 8 thôi, anh kéo đây, được chưa? Anh bấm cho em chữ Defender, bấm chữ Defender đây, anh chọn Windows Defender Setting đây. Bởi vì Win 10 hoặc Win 8 thì nó bảo mật rất là cao. Rồi anh kích vào cái virus này, được chưa nè? Nếu nó có cái dòng này thì anh kích vào đây, virus nè, Anthrax Protection này nè. Rồi cái anh chọn cho em cái biểu tượng hình trái tim này, bây giờ không thì anh kích vào cái chữ này nè, cái mà có bánh răng này, bánh răng đây, kích vào đây, virus anthrax protection setting á, kích vào đây, anh off cho em chỗ này đi, real time protection anh off đi, bây giờ hỏi về bấm giác. Rồi sau đó anh giải nén lại, anh giải nén lại, extract to, bây giờ anh giải nén lại là anh sẽ có được cái medicine. Rồi, chúc anh thành công. Hy vọng gặp lại anh ở các khóa học tiếp theo. Bây giờ xin chào và tạm biệt.